Trên báo nói kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện báo oán kinh hoàng, những cái chết bí ẩn. Những cái chết cứ tuần tự diễn ra kinh hãi với gia đình ông Trần Văn Trạng mà không gì có thể ngăn nổi. Bắt đầu từ lúc phá miếu cho đến tận gần đây, sự xuất hiện của con rắn khổng lồ quanh quẩn ở nhà ông Trạng vẫn khiến mọi người sợ hãi. Như đã nói ở kỳ trước, hồi dựng ngôi nhà nhỏ, dù ngôi miếu nằm ở trước nhà nhưng ở khuôn viên của vườn không ảnh hưởng đến lối đi sinh hoạt nên anh Trần Văn Úc không đụng chạm gì đến ngôi miếu. Đại gia đình ông Rạng đều là những người chu toàn về vấn đề tâm linh nên ngày lễ, Tết, rằm, mùng 1 đều hương khói cúng bái thần linh thổ địa. Người dân trong xóm thấy ngôi miếu linh thiêng nên cũng đến nhang khói cầu khấn khá đông. Vì thế, đại gia đình ông Rạng càng có thêm nhiều lộc. Tuy nhiên, khi ngôi nhà cấp 4 chật chội, khi gia cảnh khấm khá, vợ chồng anh Úc bàn tính xây dựng ngôi nhà máy bằng khang trang, biến ngôi nhà cấp 4 thành nhà bếp, thì không thể để ngôi miếu ở đó nữa. Ngôi miếu này vốn thờ ba mẹ con ăn mài, thờ cả thần linh thổ địa để trấn long mạch, nhưng lại có con rắn lớn thi thoảng bò về ngự ở miếu. Nghĩ là thánh thần hóa thân nên không ai dám bắt, không dám đuổi rắn đi. Con rắn cũng hiền lành, chẳng tấn công con người bao giờ. Hôm quyết định phá miếu để di dời ra chỗ khác, thầy cúng cũng đến làm lễ long trọng. Ông thầy cúng này khẳng định rằng thần linh đã hiện thân thành con rắn và phù hộ cho gia đình sớm làng. Do đó, mọi người không được bắt rắn, xua đuổi rắn đi. Sở dĩ, lúc nhìn thấy rắn, lúc không thấy rắn đâu là vì thần linh biến hóa thành. Khi thần linh hiển linh thì hóa thành rắn còn khi về trời thì con rắn biến mất đó là lý do vì sao thi thoảng mọi người mới bắt gặp rắn mà lại thường xuyên gặp vào những ngày trọng đại thầy cúng làm lễ xong mọi người vào nhà uống nước đúng vào buổi trưa tiết xuân mát mẻ nắng nhẹ anh trần văn úc dùng xà beng đâm nhát đầu tiên mặc dù là người cứng cáp không yếu bóng vía như đàn bà thế nhưng anh úc cũng phải toát mồ hôi theo lời thầy cúng thì anh là người xây nhà trên đất miếu nên anh phải là người đầu tiên hạ miếu và cũng là người đầu tiên động thổ xây dựng ngôi miếu ra địa điểm mới thầy cúng sau khi làm lễ đã xin âm dương và chỉ một lần tung đồng xu đã chứng nghiệm việc phá miếu đi chuyển ra chỗ khác theo thầy cúng là việc hợp lòng người và cũng hài lòng thần linh bởi vì nếu dựng nhà ngôi miếu sẽ nằm ở ngay hiên ở góc sân chỗ giáp nhà và bếp như vậy người chẳng vui mà thần linh ngự trị ở đó cũng không đẹp đẽ gì Mặc dù mọi điều đều rất thuận lợi Nhưng mọi người phải động viên mãi Anh Úc mới dám đâm xà beng Khi anh Úc dũng cảm phóng xà beng vào nóc miếu Ngói vỡ tung tóe Thì anh viết anh trai của anh Úc cũng mang sẻn ra giúp một tay Chưa đầy một tiếng đồng hồ Ngôi miếu nhỏ đã biến mất Thay vào đó là một đống gạch vỡ vụn Thế nhưng ngay chiều hôm đó, sự việc kinh hoàng như lời báo ứng khủng khiếp đã diễn ra ngay tại địa điểm ngôi miếu này. Đó là sự hiện diện của con rắn khổng lồ. Con rắn này vốn thi thoảng vẫn xuất hiện ở ngôi miếu vào những ngày trọng đại, nhưng nó chỉ ở lại một giây lát rồi lại biến mất. Thế nhưng hôm đó, sau khi phá miếu vài tiếng, khoảng 5 giờ chiều, con rắn to bằng ống điếu cài, cỡ cổ chân người lớn, dài khoảng 3 mét, treo lủng lẳng trên ngọn cây trứng gà. Con rắn có thân khoang đen, khoang trắng nhìn rất kỳ dị, hải hùng. Với thợ rắn bình thường thì đây là loài hổ mang, có độc độc khủng khiếp, cắn chết trâu bò hoặc vài mặn người. Cây trứng gà này vốn một cách ngôi miếu chừng 5 m Điều kỳ lạ là những quả trứng gà này rất to, quả nhỏ cũng bằng nắm tay, quả to bằng chén bát ăn cơm, thậm chí to như quả bưởi. Bình thường, đại gia đình ông Rạng, mỗi khi hái trứng gà ăn đều đặt lên miếu hương khói, mời thần linh thưởng trước rồi mới lấy về ăn hoặc phân phát cho mọi người, chứ không ai dám tự tiện hái trứng gà. Hôm thần xà xuất hiện, chính mắt ông Nguyễn Văn Tung, anh vợ của ông Rạng cũng nhìn thấy, nhưng nghĩ đó là con rắn bình thường, rồi thấy mọi người thần thánh hóa nó lên, nên ông bực bội bỏ về. Con rắn quấn đuôi trên ngọn cây, rồi thả mình thòng lỏng xuống đất. Tuy nhiên, cái đầu nó bạnh ra, nhìn mọi người bằng con mắt vằn đó, lưỡi mắng xà màu đen thè ra lòng thòng nó treo trên cây như vậy khiến không ai dám làm gì nữa điều lạ là mọi người nhìn con rắn đều kinh hãi bản thân hai anh em úc và viết đều là nông dân cài sâu cuốc bẩm rắn chết bắt hàng ngày ở cánh đồng về làm thịt thế nhưng thấy con rắn ngự ở ngôi miếu này xuất hiện lại càng kính cẩn không dám động vào sự việc con rắn treo mình trên cành cây rồi nhất quyết treo lủng lẳng trong tư thế đó khiến hai anh em và tất cả mọi người chứng kiến đều tin rằng một điềm báo khủng khiếp đã xảy ra với họ sau khi bàn bạc mọi người thống nhất tạm dừng công việc không tiếp tục nữa một người được phân công đi gọi ông thầy cúng lúc trưa ở xã quốc tuấn bên cạnh chừng nửa tiếng sau ông thầy này được chở đến vừa nhìn thấy con rắn ông thầy cúng trợn mắt bủng rủng tay chân cứng hàm không nói được gì cả Ai nhìn cảnh đó cũng hiểu vì sao Tưởng rằng ông thầy cúng này bị trúng gió Mọi người phải đỡ ông vào chỗ mát Sức dầu gió trường sơn cho ông Người bóp tay, bóp chân Người dây thái dương Vài phút sau, ông thầy cúng mới tỉnh lại Tuy nhiên vừa sực tỉnh Thì ông chạy đến gần chỗ con rắn đang treo mình Dập đầu vái lại Không ai hiểu ông nói gì Nhưng đại để là cầu xin thần rắn tha mạng cho ông Và tha cho cả gia đình mình Vái xong, ông thắp nén nhang cắm ngay gốc cây trứng gà rồi từ biệt gia đình trước khi đi ông còn bảo từ nay gia đình đừng gọi tôi nữa tôi chịu rồi tôi không đủ sức giải quyết chuyện này nữa đâu nếu có chuyện gì xảy ra thì gia đình đi tìm thầy khác nhé sau hôm đó kéo dài cả năm trời cả đại gia đình ông rạng náo loạn về những cái chết khủng khiếp kỳ quặc gia đình đã mời hàng chục thầy cúng thầy bói và có nhiều lần qua nhà ông thầy cúng này. Xong, ông nhất mực từ chối. Nghe nói, hằng ngày ông ăn chay, tụng kinh gõ mỏ, sám hối những việc đã làm. Ông còn lập cả ngôi miếu và đắp hình một con rắn to tướng, có màu, miệng há to, lưới thầm lòng, nhìn gớm ghiếc để cúng tế ngày đêm. Đồn rằng, ông nghĩ chính mình đã tiếp tay cho gia đình ông rạn phá ngôi miếu, nơi trú ngụ của thần xà, nên ông rất sợ hãi. Ông dựng ngôi miếu, Thờ thần xà là để mong thần xà tha tội không bắt ông đi. Quay lại chuyện con rắn treo mình trên cây trứng gà. Con rắn treo mình từ chiều đến khoảng 7 giờ tối thì nó quấn mình vào thân cây, bò xuống. Con rắn bò ra phía sau bụi tre sát bờ ao, rồi cứ thế bò dọc bờ ao và biến mất vào một bụi cỏ lớn rậm rạp phía sau nhà anh viết. Hôm sau mọi người dậy sớm thì không thấy con rắn xuất hiện nữa. Tuy nhiên chưa ai dám làm gì nhờ ông thầy cúng kia không được mọi người mách ông rạng đi tìm đến ông thầy mơ ở huyện tiền hải ông mơ là thầy bói thầy cúng thầy địa lý khá nổi tiếng ở tỉnh thái bình ông này chuyên xem thế đất thế nhà trấn yểm lông mạch thậm chí cấm đất để xây dựng đình chùa với khả năng siêu phàm đó gia đình ông rạng tin rằng ông mơ sẽ có cách giúp đỡ gia đình của ông khi mấy người trong gia đình ông rạng tìm đến ông mơ yêu cầu vào phủ nhà ông thắp nhang để ông xin âm dương xin âm dương xong thì ông này bảo đó không phải là con rắn bình thường đó là quan hoàng xà hóa thành rắn để ngự ở miếu đấy tôi xin âm dương thì thấy thuận rồi gia đình cứ động thổ làm nhà đi nhưng phải nhớ là nhất định không được động vào quan hoàng xà chỉ cần đánh quan hoàng xà một cái hoặc đuổi quan hoàng xà một lần thì chắc chắn sẽ phải thấy mạng một người. Hãy ghi nhớ lời nói của tôi. Sau này, nếu có sự việc gì phức tạp, thì tôi sẽ đến tận nơi xem xét. Hiện tại, mọi người cứ thế mà làm. Lời ông thầy mơ khiến mọi người an tâm, nên ông Rạng chỉ đạo mọi người động thổ xây dựng ngôi nhà cho con trai. Hôm động thổ, gia đình cũng cẩn trọng mời thầy cúng đến làm lễ rất lớn, với đủ cả lễ mặn, lễ nhạc, vàng mã hóa rừng rực cả gốc sân thợ thuyền làm việc hăng sai và ngôi nhà mái bằng rộng rãi nhanh chóng mọc lên ngày lành đã chọn việc đổ mái đã định thế nhưng mấy hôm trước ngày đổ mái thì anh trần văn viết lên cơn co giật lăn đùng ra chết cái chết không rõ nguyên nhân vô cùng kinh dị khiến mọi người liên tưởng đến chuyện thần xà trả thù tất nhiên người anh trai qua đời thì việc đổ mái ngôi nhà buộc phải dừng lại nhưng ít ai đoán được rằng Ngôi nhà chỉ xây được đến đó thôi Rồi dừng lại mãi mãi Để mặt cỏ mọc âm tầm Vì sau cái chết của anh Trần Văn Viết Thì những cái chết tiếp theo Lần lượt xảy đến với gia đình này Mà không một thế lực nào Có thể ngăn lại được Quay trở lại chuyện con rắn kỳ dị Gắn bó với ngôi miếu nhỏ Từ lần xuất hiện hôm phá miếu Đến hôm chuẩn bị đổ mái ngôi nhà Con rắn như biến đi đâu mất Không thấy xuất hiện nữa chỉ đến khi anh viết qua đời, quan hoàng xà bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ông Nguyễn Văn Thung nhớ lại, sự việc cậu viết qua đời lẽ ra không có gì ghê gớm vì mới chỉ có một người chết. Tuy nhiên trước đó, gia đình đi xem bói nhiều quá mà thầy nào cũng phán có quan hoàng xà do thần linh hóa thành rắn, ngự ở ngôi miếu nên mới hoảng loạn như vậy, gây nên ẩm ỉ khủng khiếp. Sau khi cậu viết qua đời rồi liên tiếp nhiều người chết, Hôm nào tôi cũng qua nhà ông Rạng giúp em gái trông nơm, quán xuyến mọi việc. Những người trong gia đình đều hồng bay phách lạc, có ai dám qua nhà đó đâu. Chỉ có tôi và ông Lưu, đều cứng bóng vía lắm mới dám sang đó. Việc con trắng hiện diện nhiều người nhìn thấy, nhưng tôi và ông Lưu thấy thường xuyên nhất. Con trắng đó trú ngụ ở chỗ nhà viết, nhưng lại hay bò sang phần đất của nhà thằng Úc, rồi quanh quẩn ở chỗ ngồi miếu đã phá vừa để phòng ma lại phòng trắng nên mỗi lần sang nhà ông rạng ông Thung lại kè kè con dao ở nách. Con dao này ông Thung thửa riêng rất sắc lẹm dùng để vóc nang. Bình thường ông ít dùng nhưng dạo đó ngày nào ông cũng lôi ra mài sáng loáng. Ông mài sắc đến nỗi đặt lưỡi dao vào chân, lướt một cái lông rụng sạch như cạo bằng dao lam. Ông Thung không tin con trắng là quan hoàng xà, nhưng nghe mọi người nói vậy và thấy nó bò đi bò về mà không hãi người, khiến ông cũng hoang mang. Tuy nhiên, nếu nó tấn công ông thì ông buộc phải vùng dao chém, đấy là phòng thủ vậy thôi. Chứ cả chục lần, ông thung qua nhà ông Trạng, thấy con rắn trường qua ngõ hoặc nằm phơi nắng giữa ngõ, ông thung đều dừng lại. Ông chấp tay xin quan hoàng xà trường đi để ông qua đường. Chỉ khi nào con rắn bò đi khá xa, ông mới rón rén bước tiếp. Để tránh gặp phải rắn, ông Thung thường ăn tối từ 5 giờ chiều để sang nhà ông rạng khi còn nhìn rõ đường, kẻo giảm phải rắn. Đêm ngủ ở nhà ông rạng thì lúc nào cũng kè kè con dao. Sau ngày ông rạng mất mấy hôm, con rắn cũng xuất hiện trong hoàn cảnh khá đặc biệt khiến nhiều người khiếp vía. Chiều hôm đó, đám thanh niên tụ tập ngồi dưới sân, sát hiên để chơi bài. Đột nhiên, quan hoàng xà bò từ vườn vào sân, rồi bò sát đến manh chiếu, nơi đám thanh niên đang ngồi chơi bài thấy con rắn đám thanh niên sợ hãi bỏ chạy tán loạn một số thanh niên sợ xanh mắt một số lại bàn tính tìm cách đập chết con rắn tuy nhiên ông thung đã ngăn lại không cho giết rắn tuy nhiên ông thung đã ngăn lại không cho giết rắn ông yêu cầu mọi người vào trong nhà đóng cửa lại chờ quan hoàng xạ đi rồi mới được ra ông thung và một số người trong gia đình thắp hương trên bàn thờ khấn thần trắng tha cho mọi người tội mạo phạm con rắn to tướng nằm khoanh tròn bên chiếu phải đến một tiếng đồng hồ mới ngoảnh đầu bò đi. Chờ một lúc không thấy con rắn quay lại, đám thanh niên mới ra sân chơi vài tiếp. Theo lời ông Nguyễn Văn Thung, hai năm trước khi đại gia đình ông Trạng, người thì qua đời mấy năm, người bỏ đi mất dạng không dám về nữa, thì quan hoàng xà vẫn tiếp tục xuất hiện. Hôm đó là ngày giỗ của em gái. Sau khi sắp cơm ở nhà, ông sang ngôi nhà bỏ hoang vốn là nhà em gái ông, để thắp cho em nén nhang, thì lại gặp con rắn treo mình trên cây xoài to tướng, mọc ngay sau bếp nhà ông Rạng. Thắp hương xong trong nhà, ông Thung chăm tiếp mấy nén nhang, rồi ra giữa sân, ông quỳ xuống vái quan hoàng xà. Đúng lúc đó, một anh buồn rượu ở làng cạnh đi qua. Thấy ông Thung khấn vái giữa sân, có vẻ lạ lùng thì rẽ vào xem xét. Khi thấy con rắn khổng lồ vắt mình trên ngọn cây, anh này bảo vớ được con rắn này là trúng quả to bằng mấy nồi rượu ngon. Ông Thung bảo đó là rắn thần. Nhưng anh này cười châm biếm, bảo đó là rắn hổ mang, rất có giá. Mặt ông Thung ngăn cản, anh ta cứ trèo lên cây xoài tìm cách tóm con rắn. Khi anh này trèo lại gần, con rắn không hề sợ hãi bỏ đi, mà nó ngỏng đầu nhìn thẳng vào anh ta, lưỡi thè ra, rất gớm ghiếc Anh này sợ quá, liền tột xuống, mặt tái mét, toát mồ hôi, anh ta chẳng nói chẳng rằng đạp xe bỏ chạy. Thế nhưng, một lúc sau, ông Thung lại thấy anh ta xuất hiện ở sân nhà ông Rạng. Anh ta bảo, nhìn con rắn to quá không dám bắt, tuy nhiên đi được nửa cây số, nghĩ tiếc cổ nên quay lại, nhất định bắt con rắn về đêm bán. Lần này lấy quyết tâm, anh ta quyết định bắt bằng được con rắn. Thế nhưng anh ta vừa đi đến gốc cây, bỗng khủy xuống, không đứng nổi lên nữa, người rung bần bật, Ông Thung phải dìu anh này vào trong nhà để anh ta tỉnh táo bình tĩnh lại. Anh này kể rằng, ngoài nghề nấu rượu, đêm nào anh ta cũng đi soi rắn, bắt ếch. Rắn to, rắn nhỏ, độc xà, anh đều bắt được hết. Thậm chí anh còn bắt rắn độc theo đơn đặt hàng. Hễ ai đặt anh bắt rắn gì, nặng bao nhiêu để ngâm rượu hay làm thịt, anh đều tìm cho bằng được. Tuy nhiên không hiểu vì sao, nhìn thấy con rắn này, anh bỗng bủng trũng tay chân, không làm chủ được mình nữa. Lúc Hoàng Hồng ra sân thì con rắn đã biến mất khỏi cây xoài. Anh này đạp xe, học tóc bỏ đi, không bao giờ dám quay lại nữa. Một điều khá lạ lùng là sự xuất hiện của con rắn với tần suất rất cao, nhưng có một dạo thợ rắn tìm đến lại không thấy nơi trú ngụ của nó. Không chỉ ông Thung, ông Lưu mà anh Đức, anh Hà là hàng xóm với gia đình ông Rạng, cũng thường xuyên nhìn thấy con rắn. Đường đi của nó, ông Thung cũng nắm rõ. Nó bò từ phía bờ bụi nhà anh Viết sang sân vườn nhà ông Rạng và anh Úc. Tuy nhiên, nó trú ngủ ở đâu, đào hang ở chỗ nào thì ông Thung chịu. Có một dạo cách đây độ 3 năm, mấy thợ rắn ở nơi khác nghe tin đã tìm đến săn lùng. Đám thợ này vạch từng bụi cỏ, đống gạch, bờ ao nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy hàng rắn hoặc nơi rắn ở, cũng không thấy rắn lột xác ở chỗ nào có ông thợ đào bới liên tục 3 ngày mà không thấy con rắn đâu. Thế nhưng vài hôm sau, ông Thung lại gặp nó xuất hiện ở vườn nhà ông Rạng. Diễn biến vừa rồi cũng đã kết thúc phần 2 của câu chuyện báo án kinh hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 3 trên kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại